Tổ chức World Central Kitchen đã tới Bahamas trước khi bão Dorian đổ bộ sau những thông tin dự đoán về thiệt hại khủng khiếp mà cơn bão này có thể gây ra. 15.000 chiếc bánh sandwich, 20.000 bữa ăn nóng hổi được phân phát tới tận tay nạn nhân, những người may mắn sống sót sau bão. Ngay trong ngày, chúng tôi chỉ có thể làm được hai món ăn với số lượng lớn, và là bánh sandwich và món thịt bò kèm khoai tây nướng. Trực thăng và thuyền được huy động để chuyển thức ăn cho các nạn nhân ở vùng sâu vùng xa nhất tại Bahamas. Đến nay, World Central Kitchen đã phân phát được 10.000 bữa ăn tới tay các nạn nhân và đặt mục tiêu phân phát 30.000 bữa. Bữa ăn tuy giá trị không lớn nhưng nó mang ý nghĩa của niềm tin và hy vọng để những nạn nhân mất nhà cửa có niềm tin tiếp tục tương lai. Chúng tôi dùng mọi phương tiện để đưa các bữa ăn tới những nạn nhân, nhưng nhu cầu cần cung cấp thực phẩm rất lớn. Chúng tôi cần tăng cường tốc độ hơn nữa. Rất nhiều sinh mạng đã ra đi bởi bão Dorian. Các nạn nhân không biết bao giờ họ được trở về nhà. Và tình cảnh ấy khiến tôi rơi nước mắt. Tôi hy vọng giúp được càng nhiều người càng tốt. Liên Hợp Quốc thông báo hơn 70.000 người dân tại Bahamas cần được viện trợ sau khi cơn bão quét qua tàn phá nhà cửa, hoa màu của người dân.